Mọi người ơi, nhớ qua ăn bánh mì ủng hộ mẹ con mình nha. Năm 2023, má Năm khởi nghiệp lần 2 ở tuổi 64. Dạ, như mọi người đã biết thì năm ngoái mẹ em khởi nghiệp ở tuổi 63 bán khô bò, thì năm nay lại tiếp tục bán bánh mì với em. Em rất là vui luôn á. Tiệm bánh mì này là đúng giống như mơ ước của em từ hồi nhỏ tới bây giờ. Dạ, cái xe bánh mì nho nhỏ của em sẽ được khai trương vào ngày 15 tây tháng 11 năm 2023, có nghĩa là thứ tư tuần này nha mọi người ơi. Chỉ là một chiếc xe bán bánh mì nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đó là chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của gia đình em luôn á. Dạ, mấy anh chị cô chú gần xa có thương mẹ em với gia đình em thì bữa đó ghé chơi với mẹ con em nghe. Khúc này là em đi mua chén dĩa về chụp hình nè. Mình mở cái xe nhỏ nhỏ cho nên mình tiết kiệm chi phí, mình tự chụp hình ở nhà luôn. Rồi em đầu tư một cái máy cắt chả cho đều, đặng mấy chị ăn bánh mì chó ngon. Thứ tư tuần này 15 tháng 11, mấy chị nhớ ghé số 168 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận chơi với em nha.